Em chào anh ạ. Chào anh. Hôm nay em xuống em muốn ghi lại hình ảnh của anh về quá trình anh điều trị khỏi bệnh thuốc. Trước tiên, anh cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán anh đang ở đâu? Mình tên là Nguyễn Chí Hải, hiện tại đang ở Văn Ông, Tảo Dương Văn, đúng ngoài Hà Nội. Anh nói cho em đôi lời con đường điều trị bệnh của anh như nào? Mình uống thuốc ở nhà thuốc là từ năm mình bị bệnh là từ năm 2008 Dạ vâng. và uống thuốc đi viện là tỉnh nằm Anh đau như nào mà anh đi viện kiểm tra? đầu tiên là đi làm thì bị đau đầu tiên nó chỉ gọi là cúi cúi xuống đau đấy, cúi Dạ xuống vâng. đau, xong rồi lên viện Vân Đình xong rồi chụp thì nó bảo là bị thần kinh tọa, Dạ vâng. châm cứu 1 tuần thì xong bắt đầu giờ Châm cứu anh có giảm không? châm cứu không, Vâng. đau lên, châm Dạ. cứu trong quá trình châm cứu thì đau lên. Dạ vâng. Đau lên xong rồi đi ra ngoài viện tỉnh thì người ta lại ra ngoài Việt Đức. Việt Đức năm năm điều trị ở viện tỉnh nhưng mà lại ra Việt Đức chụp cái cộng hưởng từ này thì Việt về nó gọi là thoát vị đĩa đệm L3 đốt em là mấy anh? L4 L5 S1. Vâng. Anh kể cái Thì tỉ mỉ cái triệu chứng đau của anh lúc đau có nặng không? lúc đau thì có nghĩa là chỉ có ngồi được một lúc và nằm thôi, Vâng. còn không đi được, đi là nó giật ngửa ra đằng sau, Vâng. ngã không đi được. Cơn đau lan tỏa như nào? Cơn đau thì có đau triền miên suốt, Vâng. Anh đau kéo dài bao thời gian? đau nó vào khoảng gần một tháng Gần 1 tháng. gần một tháng Lúc đó anh đau nhiều như vậy, đi lại có phải chứng vậy không? nói chung là đi là phải có người dìu, Gì? đi phải có người dìu, không không Gần một không tháng đúng không? gần một tháng Mọi mọi sinh hoạt là phải có người trợ giúp. mọi sinh hoạt đi lại là phải có người. Vâng. Sau khi anh biết bệnh như vậy thì anh có đi điều trị tiếp ở đâu không? Trong quá trình ở viện về thì nằm ở viện gần một tháng, thì về thì có đi chữa ở ngoài một tháng, Anh nằm ở viện điều trị có thuyên giảm nhiều không? không đau lên, càng ngày càng đau lên, Dạ vâng. thì xong rồi quay về về điều trị ở bên ngoài ở Hà Đông thì được một tháng, gần một tháng, Vâng. xong rồi thấy người mách Anh điều là trị ở Hà Đông thì nếu pháp như nào? chỉ có nắn thôi. Nắn. Thế Còn chị đi uống thuốc không? không uống thuốc, Không uống thuốc. Trong gần 1 tháng là không à, giảm đúng không? gần một tháng thì nó chung là nó cũng phải hơi hơi đỡ đỡ một Hơi tí, đỡ. xong rồi quay về có người mách thì quay về lên nhà nhà anh ấy. Sau khi đến nhà thuốc chúng em thì được nhà thuốc em điều trị những pháp như nào? Thì lúc đầu tiên lên thì bác ấy bảo là cái này phải đắp đắp Vâng. mà cách ba ba ngày một miếng, Vâng. 3 ngày 1 miếng thì mình đắp 5 miếng, 5 xong miếng. rồi sau 5 miếng là uống thuốc, Vâng. Mới uống đầu khoảng anh uống thuốc, bệnh tình của anh nó đau lên hay là giảm luôn? thì lúc đầu tiên là uống thì sau uống được ngày đầu tiên sang đến ngày thứ hai ngày thứ ba là bắt đầu đau đau đến 2 hôm sau thì là bắt đầu giảm Thì giảm 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 dần. Anh uống tổng cộng của nhà thuốc thì bao nhiêu tháng anh khỏi hoàn toàn? bây giờ nói chung là chắc không nhớ được chính xác là bao nhiêu nhưng mà chắc nó khoảng 3 4 tháng gì đấy, 3 4 tháng. Anh điều trị nhà thuốc thì thời đó là bố em làm đúng không? đúng rồi Tưởng là thuốc đắp thuốc này và cho uống thuốc. rồi đúng rồi Mới đầu bệnh đau lên sau giảm dần. đúng rồi Từ đó nay anh khỏi được bao nhiêu năm rồi? từ năm 2018 đến 2019, năm nay là 11 năm rồi. 11 năm. Trong suốt 11 năm đó anh điều trị bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc của nhà thuốc không? Không Vâng. không có thuốc nào khác, Hiện tại anh đi làm việc bình thường chưa? vẫn bình Vâng. thường, Nghề nghiệp anh là làm nghề nghề gì? lái xe Vâng. Lái xe bây giờ hàng ngày anh chạy xe bình thường nhỉ? bình thường Không còn đau đớn gì. không. Em hỏi câu tỉ mỉ hơn là lúc đó anh đau nhiều như vậy thì anh đi chụp chiếu ở viện có chỉ định anh có anh mổ phải mổ không? À, có lúc nằm ở ngoài viện tỉnh đấy là 2 vợ chồng là ký giấy mổ rồi ấy chứ, có thì ông chú ông ấy làm ở trong đấy thì ông ấy khuyên ông bảo là không mổ, thì lại sáng hôm sau thì gần đến giờ mổ thì 2 vợ chồng lại bảo không mổ nữa, Vâng. xin về, Xin xin về. về chữa ngoài. Ngày trước anh đi nhà thuốc thì cơ chỗ nào anh biết nhà thuốc cùng em? Nói chung chả nhớ được, Vâng. không nhớ được, nói chung là lúc mình có bệnh thì ai mách đâu thì đi đấy thôi, Vâng. Bởi vì là cái thời đó là bố em làm mà anh đúng đi rồi, bệnh là rất là lâu rồi. lâu rồi. Vâng. Anh đau nhiều như vậy trong suốt thời gian ngày trước bị bệnh nặng ấy thì tư tưởng anh có tâm lý anh có cảm giác có chán nản nhiều không? Nói chung là lúc đấy suy nghĩ thì chán lắm, Dạ bởi vâng. vì là
Chả như là ăn thì ăn uống thì nói chung là đã kém rồi, đau đi lại không đi lại được, chán lắm. Mà lúc ấy chân nó có một một bên chân một, tám một bên chân 10, chân một bên chân nó còn teo rồi. Anh teo chân bên nào nhỉ? Teo chân bên trái. Vâng. Đi lại đó phải đi 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 dìu mà đi lệch người, đi lệch người. Lúc đó thì ai là người chăm anh thường xuyên? Vợ, hai vợ chồng đó. Dạ vâng. Lúc đấy 2008 là mới được đẻ được một đứa. Dạ vâng. Hiện tại anh được mấy cháu rồi? Ba, ba. Ngày trước là mình làm ở dưới xi măng Tiên Sơn. Xong rồi quay về vẫn đi làm ở dưới xi măng Tiên Sơn, vẫn vâng. lao động lặng bình thường mà. Bây giờ hiện tại anh làm việc bình thường chưa? Bình thường. Trong suốt 11 năm năm qua. Vẫn bình thường. Bình thường, không còn đau nữa. Không. Hôm nay em muốn xin lại hình ảnh của anh. Anh có cảm nhận nhà thuốc em điều trị bệnh thoát vị đệm cho anh có hiệu quả không? Nói chung là cái bệnh của mình thì làm rất là nặng, nhưng mà mình lên với nhà thuốc thì trong cái quá trình điều trị đấy thì cái số nói chung là thuốc đấy là rất là tốt. Thì dạ, vâng. trong mình sau khi uống vừa điều trị đắp đấy thì là có hiệu quả. Dạ, vâng. 11 năm qua anh làm việc bình thường nhỉ? Làm việc bình thường, không không thấy không còn đau đớn gì. Nói chung là khoảng độ 6 năm nay là mình trước là lao động nặng bình thường thì vô tư, nhưng mà trong khoảng 6 năm nay mình lái xe khoảng 6 năm. Dạ, vâng. 6 năm thì ngồi nhiều, thì hiện tại như bây giờ là nói chung là thời tiết thay đổi là nó có hơi hơi mỏi mỏi một tí. Chứ là những cái đấy thì mình người bình thường cũng đúng bị rồi. Chứ không phải là mà... cái đấy thì anh kết hợp anh hàng ngày đang đu xà cho em à, có thỉnh thoảng vâng. vẫn đu xà xà đơn đấy. Cái tâm lý mà ngày trước mà anh nằm liệt như vậy không lại được thì anh có hy vọng là bệnh của anh có điều trị khỏi không? Đấy mình cái tâm lý của mình thì mình xác định là mổ đấy, mổ dạ, thì mổ. Bác sĩ bảo là 50-50. Dạ vâng. Chán lắm, nhiều lúc ấy lúc bị bệnh này chán lắm mà. Thì ông chú ông làm ở viện tỉnh đấy thì ông ấy bảo là chú khuyên mày đừng mổ, mổ là 50-50. Dạ. 50 là được, mà được thì nó chỉ được khoảng 5-15 là phải thay cái sụn khác. Dạ đúng rồi. Đấy, nên là tâm lý lúc đấy thì em bị bệnh thì chán lắm. Dạ. Nhưng mà sau quá trình uống thuốc đấy ở nhà thuốc thì mình thấy khỏi bệnh thì mình thấy an tâm. Dạ, công tác làm việc khoảng độ 11 năm nay là không có vấn đề gì. Không vấn đề gì. Hiện tại chân anh có còn teo là không? Không, rất bình thường. Còn tê là không? Không. Vâng, thì mức độ là tốt rồi. Vì hôm qua thì em cũng biết tin là anh mách cho rất nhiều người dưới làng mình lên. Và hôm qua là người nhà anh lên lấy thuốc thì có nói với em là anh mách lên là anh khỏi 11 năm rồi. Ừ. Thì hôm nay em mới cất công xuống tận nhà anh để phỏng vấn hình ảnh. Rồi. Thì thay mặt nhà thuốc thì em không biết nói hơn. Em cảm ơn anh và chúc anh đại đình năm mới luôn mạnh khỏe nhé. Vâng, em chào mình anh. Cảm ơn nhà thuốc. Dạ vâng. Con chào bác ạ. Chào cháu. Bác cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, bác đang ở đâu? Bác là Ngô Thị Bích, bác cũng ở 17 ngõ 36 tổ dân phố 4 phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vâng, hôm nay con ra phỏng vấn hình ảnh của bác thì bác kể em biết ngày trước bị làm sao? Trước cách đây 7 năm là tôi bị gai khớp gối và tràn dịch khớp gối. Vâng. Tôi đã uống thuốc của ông Lại Tiến Thạc. Vâng. Trong Trung Mỹ. Vâng. Thì tôi đã khỏi. Ngày trước bác đau như nào? Bác đi chụp chiếu. Ngày xưa là tôi cứ đau cái chân khớp gối là đi nó bị cứng khớp. Dạ. Thế nên là tôi đi chụp thì người ta bảo gai khớp gối và tràn dịch khớp gối. Dạ vâng. Thế nên là tôi đi vào uống thuốc nam ở trong Trung Mỹ. Trước đó thì bác có điều trị ở những đâu không? Tôi không điều trị ở đâu cả. Dạ vâng. Sau khi về nhà thuốc thì được thuốc điều trị bằng pháp như nào? Tôi uống thuốc nam của ông Lại Tiến Thạc ở trong Trương Mỹ và uống được 7 thang thì thấy cảm thấy đỡ đau. Vâng. Và tôi uống liên tục trong 30 thang. Dạ. Thì tôi khỏi hẳn từ đấy, từ nay năm 2012 đến giờ. Dạ vâng. Và tôi không bị đau nữa. Ngày trước bác đau như nào, bác kể con tỉ mỉ hơn được không? Nó chỉ là đau gai khớp gối thì là đau đi nó cứng. Vâng. Đi lại khó khăn. Cái cơn đau biểu hiện đau của bác nó kéo về ngày về đêm nhiều. Lúc nào nó cũng đau. Vâng. Khi nó đã đau là lúc nào nó cũng đau. Bác đau triền miên như vậy bao nhiêu tháng? Tôi chỉ đau khoảng độ mấy 3 tháng thì đấy là tôi 3 tháng. Không đến 3 tháng đâu là tôi vâng. đã phải đi lấy thuốc uống ngay. Lúc đó bác đau bên nào nhiều? Đau bên phải. Vâng. Sau khi bác đau nhiều như vậy thì bác đi lại làm việc bình thường không?
thì khó khăn, vẫn còn làm việc nhưng đại khái làm việc nó khó khăn hơn. Nhức nhiều đúng không ạ? Nhức nhiều thì... Vâng. Sau khi vào nhà thuốc thì đó thì tổng mấy tháng đã khỏi hoàn toàn? Tôi uống 30 thang thuốc đấy thì nó phải vào rơi khoảng khoảng 3 tháng. Thì... 3 tháng. Mới đầu bệnh tình uống vào thì bác có đau lên hay giảm luôn? Nó cũng đau lên một tí. Dạ. Nhưng xong là nó giảm. Nhưng mà nói chung chỉ uống sau 7 thang thì tôi thèm dễ chịu hẳn. Vâng. Đi lại là đi lại bớt đau. Thì là uống hết 30 thang là khỏi. Từ nói bác khỏi bao nhiêu lần bác còn nhớ không? Tôi bị từ năm 2012 thì đến nay là 7 năm rồi. 7 năm rồi. Nhưng tôi không uống thuốc gì khác. Vâng. Hiện tại bác làm việc bình thường chưa? Bây giờ làm việc bình thường. Lúc trong suốt 7 năm đó thì bác còn đau nào không? Không, tôi không, không đau nữa. Cái nghề nghiệp hiện tại bác Nam làm nghề gì? Tôi làm nội trợ ở nhà. Dạ vâng. Chủ yếu là nội trợ ở nhà. Vâng, hôm nay con ra phỏng vấn hình ảnh của bác thì con hỏi một câu tỉ mỉ à. Lúc đó bác sưng và đau nhiều như vậy thì bác đi cầu thang có đau không? Có chứ, đi cầu thang tôi phải đánh đu cầu thang. Dạ vâng, phải vịn, đánh đu. Cầu thang đánh đu mới đi vâng. lên được. Sau khi bác chụp chiếu ở viện thì bác có đi tiêm mà hút dịch cái là đi uống không, thuốc nào không? Tôi không đi tiêm. Bác về thẳng nhà thuốc luôn phải không ạ? Vâng. Uống thuốc em bác về nhà mà con bác uống tổng 3 tháng. Từ đó bác khỏi được 7 năm rồi. Vâng. Trong suốt 7 năm qua thì bác có dùng bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc đường con không? Không, tôi không uống gì, tôi chỉ dùng rượu xoa bóp thôi. Dạ vâng, rượu xoa bóp của nhà thuốc. Con hỏi thêm là cái ngày trước thì cái biểu hiện đau của bác nó đến vô tình này đến đột ngột ạ? Tự nhiên thấy nó đau thôi chứ còn dạ. chả bị sao cả. Bác đau lúc nó đau như vậy thì bác có ăn ngủ bình thường không? Tất nhiên là nó sẽ khó ngủ hơn. Khó ngủ. Mỗi tần đau kiểu mình dở mình nó đau khó ngủ hơn. Dạ vâng. Bác đau nhiều như vậy thì cái cơn đau của bác lúc bác đi lại thì có co và nhức nhiều không? Nhức chứ. Nhức là đau nó cứng cả khớp gối. Dạ cứng. Bây giờ bác không có đau nữa? Bây giờ không đau nữa. Vâng vâng. Con biết là bác làm phụ trong chùa này nó. Cái chùa là chùa bác Táp, chắc Táp trong chùa đây là Na Khê đúng không ạ? Vâng. Hàng ngày công việc bác đang làm nghề gì? Làm công việc như nào? Quét chùa thôi. Quét chùa. Bây giờ bác đứng lên, ngồi xuống có bình thường không? Bình thường, bây giờ vâng. nói chung là ok rồi. Mọi sinh hoạt hàng ngày là bác không còn đau nữa. Không còn đau nữa. À, vâng. Cái ngày trước cơn đau của bác nặng về đêm nhiều hay là về ngày nhiều? Ngày đi lại nhiều đau hơn. Đau nhiều. Và điều chỉ bác đau suốt trong vòng 3 tháng. Lúc đó cái tâm trạng, cái tư tưởng bác có khó chịu của bệnh tật gây nên không? Được khó chịu chứ, đau lên lắm, khó chịu, mất ăn, mất ngủ, như ăn dạ. uống, mất ngon. Dạ vâng, bác ngày trước bác điều trị bệnh nhà thuốc thì uống thuốc nhà thuốc có giấy để uống hay là khó uống ạ? Không, uống thuốc này thì dễ uống là vì nó uống thay nước hàng ngày. Dạ vâng. Nên là nó dễ uống. Bác uống được 7 thang bác giảm. Dạ. Thì bác uống tiếp là bao nhiêu thang thì bác giảm nhiều ạ? Uống tiếp, coi như cứ uống liên tục trong dạ. 3 tháng, hết 30 thang. Là khỏi. Từ năm 2012, cho nay bác khỏi được 7 năm rồi. Và trong suốt 7 năm đó bác không có đau đớn gì? Không. Vâng, vâng. Hôm nay con phỏng vấn hình ảnh của bác thì thay mặt nhà thuốc thì con cảm bác và chúc bác đại đình mạnh khỏe nhé. Vâng, cảm ơn nhà thuốc. Vâng, vâng, con chào bác ạ. Vâng.